Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây PMT Doctor xin chia sẻ với quý vị và các bạn về ba thủ phạm vô dụng gây hại cho trẻ, đó chính là bọ tay, bao chân và mũ đội đầu. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Bọ tay, bao chân và mũ đội đầu là ba thứ vô dụng nhất, không những vô dụng mà còn gây hại cho trẻ sơ sinh. Bao tay, bao chân và mũ đội đầu trong nhà là ba thứ vô dụng nhất, không những vô dụng mà còn gây hại cho trẻ sơ sinh. Bao tay, bao chân, mũ đội đầu là ba thứ luôn được cho vào danh sách những đồ cần mua cho trẻ sơ sinh. Và chắc chắn không có bố mẹ Việt nào chưa từng cho con dùng ba thứ này. Hình ảnh một em bé sơ sinh được quấn chặt để cho đỡ bị giật mình, tay đeo bao tay, bao chân và đầu nhất định đội mũ đã quá quen thuộc đến mức chúng ta không hề hấn thấy bất cứ điều gì bất thường. Mùa đông thì không nói, nhưng ngay cả khi sinh vào mùa hè, bé có thể không đội mũ nhưng nhất định là phải đeo bao tay, bao chân. Lý giải cho thói quen này, đa phần mọi người cho rằng làm như thế để trẻ không bị lạnh, mà từ trước tới giờ mọi người đều làm như vậy nên dĩ nhiên không ai thắc mắc nên hay không nên đeo bao tay, bao chân, đội mũ trong nhà cho trẻ sơ sinh. Thế nhưng thực tế, bao tay, bao chân và mũ đội đầu trong nhà là ba thứ vô dụng nhất. Không những vô dụng mà còn gây hại cho trẻ sơ sinh, cả về sức khỏe và quá trình phát triển các kỹ năng, đặc biệt là xúc giác. Đeo bao tay, bao chân, đội mũ sẽ tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Ở nước ngoài, các chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh đều không khuyến khích đội mũ trong nhà. Mặc nhiều lớp quần áo và cuốn trẻ, đeo bao tay, bao chân dù nhiệt độ trong phòng thường dao động ở mức 20 độ. Điều này là để giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh và tránh cho trẻ bị quá nóng bức, vì vùng đầu là nơi giúp bé giải nhiệt. Trang Lullaby Just, một chuyên trang uy tín của Anh, tư vấn về chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ cũng khuyến cáo không mũ, không bao tay, bao chân cho trẻ sơ sinh. Trang này cũng cho biết nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh tăng cao khi trẻ quá nóng, thân nhiệt tăng. Chuyên trang này cũng liệt kê hai điều bố mẹ tuyệt đối phải tuân theo khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Tránh cho trẻ bị quá nóng. Điều tối quan trọng mà bố mẹ cần nhớ là tránh cho trẻ bị quá nóng hoặc quá lạnh khi trẻ ngủ. Nếu trời lạnh, trẻ chỉ cần mặc quần áo một lớp, đắp chăn là đủ để giữ ấm. Không bao giờ mặc nhiều lớp áo cho trẻ. Đeo bao tay, bao chân, đội mũ và dùng gối cho trẻ dưới 1 tuổi. Bố mẹ có thể kiểm tra thân nhiệt của trẻ bằng cách xem con có mồ hôi ở bụng, lưng, cổ, chân tay. Trẻ có thể lạnh là điều bình thường. Ngay cả trẻ bị sốt cũng cần mặc ít quần áo, không nên cố giữ ấm trẻ. Trẻ cần được ở trong môi trường nhiệt độ dễ chịu, không quá nóng, cũng không lạnh quá. Nhiệt độ phòng từ 16 độ đến 20 độ C là nhiệt độ lý tưởng cho trẻ sơ sinh. Khi này, trẻ chỉ cần đắp một chiếc chăn mỏng. Với người lớn hơn, nhiệt độ có thể lạnh, nhưng với trẻ con thì lại khác. Với trẻ sơ sinh, giấc ngủ rất quan trọng với sự phát triển tổng thể của trẻ. Vì thế, trẻ cần được ngủ một cách thoải mái nhất. Trong môi trường không quá nóng, không lạnh quá, đừng bao giờ ủ ấm trẻ hoặc mặc nhiều áo. Đội mũ trong nhà, đeo bao tay, bao chân và còn đắp thêm một chiếc chăn dày, trẻ sẽ chẳng thể nào mà ngủ ngon được với nhiệt độ nóng như thế. Đeo bao tay, bao chân cản trở quá trình phát triển kỹ năng ở trẻ. Ngoài việc trẻ có thể bị tăng nguy cơ đột tử, thì việc đeo bao tay, bao chân vô tình cản trở quá trình phát triển xúc giác ở trẻ. Trẻ cần được để trần, chân tay tiếp xúc với da của mẹ, áo của mẹ và các đồ vật khác nữa. Tương tự như việc da tiếp da bé, nhiều người chưa làm đúng. Quấn con trong chăn thật chặt rồi ôm con sẽ không có tác dụng và không thể gọi là da tiếp da. Da tiếp da là phải cởi bỏ hết quần áo của con, áp con lên ngực trần của mẹ, hai mẹ con sẽ đắp chung một chiếc chăn mỏng. Ngay từ trong bụng mẹ, trẻ đã có đôi bạn thân thiết nhất là hai bàn tay của trẻ. Khi ấy trẻ đã dùng tay để cảm nhận các bộ phận trên cơ thể, cũng như cho ngón tay vào miệng mút. Điều này giúp làm tăng xúc giác cũng như chuẩn bị cho việc bố mẹ. Nếu không dùng bao tay, trẻ có thể cào sức mặt. Những vết cào này không có gì nguy hiểm, nhanh lành và trẻ dần được học cách điều khiển đôi tay để không cào sức mặt nữa. Đeo bao tay, bao chân cho bé không những vô nghĩa trong việc giữ ấm trẻ, vô tình làm trẻ nóng mà còn khiến trẻ khó chịu vì không được chạm vào đồ vật một cách tự nhiên nhất.
Trẻ sơ sinh ham khám phá mọi thứ xung quanh. Trẻ còn có thú vui đó là tự ngắm tay mình và chơi cùng với chúng. Lớn hơn chút nữa, trẻ thích giơ chân lên và gặm. Vì thế hãy bỏ bao tay bao chân cho bé để bé được phát triển tự nhiên và phát triển xúc giác một cách hoàn hảo. Và trên đây là những chia sẻ của PMT Doctor về ba thủ phạm vừa vô dụng vừa gây hại cho trẻ là bao tay, bao chân và mũ đội đầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hãy chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy ý nghĩa cho cộng đồng. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.